Quý khán thính giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC với phần trình bày của sứ ngôn viên Linh Trịnh và Tuyết Nha. Thưa quý vị, những vụ cháy rừng năm 2023 ở Canada thải ra nhiều carbon hơn nhiều nền kinh tế hàng đầu. Những đám cháy rừng thiêu rụi 15 triệu hecta, 37 triệu mẫu Anh trên khắp Canada với 4% diện tích rừng của đất nước đã phóng ra nhiều khí carbon làm nóng khí hậu và khí quyển hơn so với ước tính trước đây. Theo một nghiên cứu mới trên tạp chí Nature đã chia sẻ vào ngày 28 tháng 8, với 647 megaton, lượng khí thải carbon từ những đám cháy rừng năm 2023 lớn hơn tổng lượng khí thải quốc gia từ 7 trong số 10 nước phát thải lớn nhất năm 2022, thí dụ lớn hơn Nga, Nhật Bản và Đức. Có Hoa Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc chứng kiến một lượng khí thải carbon lớn hơn trong giai đoạn này so với riêng những đám cháy rừng năm 2023 của Canada. Lượng khí thải điển hình từ đám cháy rừng Canada trong thập niên qua dao động từ 29 tới 121 megatấn và biến đổi khí hậu do đốt nhiên liệu hóa thạch cũng dẫn tới tình trạng khô hạn và nóng, gây ra những vụ cháy rừng cực đoan. Những phát giác này gia tăng mối lo lắng về sự việc quá phụ thuộc vào những khu rừng trên thế giới để hoạt động như một bể chứa carbon dài hạn cho lượng khí thải công nghiệp ngày càng tăng, càng kiệt nguồn ngân sách carbon toàn cầu còn lại rất ít ỏi để giữ mức nóng lên ở mức là 1.5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Người dân Gaza đói khát phải đối mặt với giá cả tăng cao khi chiến tranh nổ ra. Hầu hết người Palestine đi mua sắm cho các gia đình đói, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những món đồ ít ỏi trên các khu chợ đường phố của thành phố Gaza. Họ thất vọng vì giá cả tăng cao và tình trạng thiếu hụt thực phẩm đang đẩy các nguồn cung cấp thiết yếu vượt quá khả năng chi trả của họ. Giá cả các mặt hàng thiết yếu đã tăng gấp 4 lần kể từ khi xung đột bắt đầu, gây áp lực lên các gia đình vốn đã bị chấn thương bởi chiến dịch quân sự của Israel và cuộc khủng hoảng nhân đạo mà không có lệnh ngừng bắn nào được đưa ra. Cư dân giải Gaza đã cho biết như trên. Chúng tôi không có rau, sản phẩm từ thịt, trứng hay bất cứ thứ gì. Abu Shiam, một người Palestine ở phía bắc của giải Gaza đã cho biết thêm. Chính phủ ở đâu, người dân ở đâu, họ được cho là phải trông chừng chúng tôi, phải thương xót người dân. Tôi xin nói cho bạn biết điều này, hôm qua tôi ngủ trong tình trạng đói bụng. Giá của ba củ khoai tây hiện là 150 shekel, tương đương với hơn 41 dollars. Người dân cho biết trước chiến tranh, một ký khoai tây có giá khoảng 2 shekel, tương đương với lại 55 cent. Họ cho biết thêm, một lọ mật ong trước đây có giá khoảng 25 shekel, tương đương với khoảng hơn 6 dollars và giờ được bán với giá là hơn 23 dollars. Nhật Bản ban hành cảnh báo khẩn cấp khi cơn bão mạnh Shanshan tới gần. Phía tây nam Nhật Bản được chuẩn bị vào sáng sớm thứ Năm cho những gì mà giới chức cho biết có thể là trận bão mạnh nhất từng đổ bộ trong khu vực. Đoạn phim từ Kagoshima cho thấy gió mạnh thổi vào từ biển vào sáng sớm thứ Năm khi trận bão Shanshan đến gần. Chính quyền ban hành lệnh di tản cho hơn 800.000 người dân sống tại Kagoshima và tại các tỉnh Aichi lẫn Shizuoka ở miền trung Nhật Bản. Cơ quan khí tượng đã ban hành cảnh báo khẩn cấp cho biết trận bão có thể gây ra lũ lụt, lở đất và gió mạnh để phá hủy những căn nhà. Hơn 120 người di cư được cứu ngoài khơi bờ biển Gran Canaria của Tây Ban Nha. Ít nhất 124 người di cư đã được giải cứu vào ngày thứ Tư vừa qua ngoài khơi bờ biển Gran Canaria của Tây Ban Nha. Những người di cư được tìm thấy bởi tàu khoang INSEO DS-10 đang đi trên một chiếc thuyền gỗ với ít nhất 6 trẻ mới biết đi trên tàu. Lực lượng bảo vệ bờ biển Tây Ban Nha đã chuyển những người di cư đến tàu cứu hộ Concepcion Areno và đưa họ đến cảng Agunequin ở Gran Canaria. Tuyến đường di cư Tây Phi đã chứng kiến sự gia tăng 154% trong năm nay, với hơn 21.000 người vượt biên đến quần đảo Canary trong 7 tháng đầu tiên. Theo dữ liệu từ cơ quan biên giới Liên minh Âu Châu Frontex, chiếc thuyền gỗ đầu tiên chở người di cư đến quần đảo Canary đã đến đây cách đây 30 năm vào ngày 28 tháng 8 năm 1994, với 2 người di cư trên tàu. Làn sóng gần đây đã làm căng thẳng các nguồn lực trên quần đảo Tây Ban Nha, với chính quyền địa phương cho biết họ có thể phải đưa những người di cư đến các trại quân sự hoặc thậm chí là lều trại trước khi lượng người đến dự kiến tăng do điều kiện ở Đại Tây Dương yên tĩnh hơn.
Lực lượng tuần duyên Việt Nam và Trung Quốc giao lưu chính trị. Thưa quý vị, đoàn lực lượng tuần duyên Trung Quốc 28 tháng 8 tham gia vào những hoạt động với đoàn của Việt Nam ở Hải Phòng, tăng cường bang giao về chính trị. Truyền thông Việt Nam cho biết việc giao lưu này diễn ra giữa lúc hai nước thường đưa ra tuyên bố chỉ trích lẫn nhau về tranh chấp chủ quyền lãnh hải chồng lấn tại Biển Đông. Các đại biểu hai nước có mặt trên chiếc tàu 8004 của Việt Nam trong chương trình giao lưu đầu tiên về công tác đảng và chính trị của hai nước. Tin cho biết đoàn Việt Nam do chính ủy cảnh sát biển Bùi Quốc Oai dẫn đầu, còn đoàn Trung Quốc do Thiếu tướng Lưu Hậu Kiệt, phó chính ủy cảnh sát biển Trung Quốc dẫn đầu. Bản tin cuối cuộc chiến cà chua, những người tham gia lễ hội La Tomatina của Tây Ban Nha. Hàng ngàn người đã ném cà chua vào nhau vào ngày 28 tháng 8 tại Buno, miền đông Tây Ban Nha, trong một lễ hội ném cà chua nổi tiếng của La Tomatina. 7 chiếc xe tải chở 120 tấn cà chua chín mọng chạy qua phố chính của thị trấn khi những người tham gia lễ hội mặc đồ trắng và ném cà chua vào nhau. Những người tham gia lễ hội phấn khích đã bơi và chèo thuyền trong nước sốt cà chua, khi một số người trong số họ thậm chí còn tìm thấy khoảnh khắc lãng mạn để hôn nhau. Mặc dù Buno nằm cách Valencia 39 km, có dân số tương đối ít, nhưng hơn 22.000 người từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về thị trấn này để tham gia vào một trong những cuộc chiến thực phẩm nổi tiếng nhất thế giới. Người ta cho rằng Tomatina bắt nguồn từ một cuộc xung đột tự phát giữa những người dân làng vào năm 1945. Nó đã bị cấm một thời gian vào những năm 1950 khi chế độ độc tài của tướng Francisco Franco lên đến đỉnh điểm, nhưng đã tồn tại và trở nên phổ biến trên khắp Tây Ban Nha vào những năm 1980 và ngày nay đã thu hút rất đông du khách từ nước ngoài cũng như người Tây Ban Nha đến tham dự. Kính thưa quý khán giả, bản tin vừa qua cũng tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC do sứ ngôn viên Linh Trình và Thuyết Nha phụ trách trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài IBC. Và cũng đặc biệt xin kính mời tất cả quý vị có con em xin dẫn đến với chùa Điều Ngự vào Tết Trung Thu sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 9, tức là Chủ nhật. Năm nay chúng ta sẽ tổ chức từ 3 giờ chiều, thưa quý vị, để cho các em có thể đến chơi thật là vui với rất nhiều những trò chơi đặc biệt và các cuộc thi, nhiều giải thưởng tiền mặt hấp dẫn. Và đặc biệt 1.000 em sẽ được tặng 1.000 cái bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, 1.000 phần đồ chơi hấp dẫn, bên cạnh với những giải thưởng tiền mặt như giải thưởng bằng đồ chơi v.v. Mọi chi tiết để bảo trợ chương trình xin quý cơ sở kinh doanh thương mại hay quý mạnh thường quân liên lạc về 714-892-5400. Và một lần nữa, những chi tiết về chương trình tham gia ra sao, dự thi như thế nào trong các cuộc thi như là thi vẽ đẹp, thi quốc phục, thì thiết kế lồng đèn, thì đố vui có thưởng vân vân. Quý vị cũng hãy liên lạc tới 714-892-5400 để biết thêm chi tiết. Vâng, Tuyết Nha và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào và kính chúc cho quý vị một ngày vô lượng an lạc.